Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trách Hàng Online. Thực sự thì mình xin lỗi các bạn rất là nhiều, tại vì mình lập kênh Trách Hàng Online cũng đã up rất là nhiều video và có rất nhiều bạn follow kênh của mình rồi, nhưng mà mình lại không lên video đều được. Lý do là với những sản phẩm mua hàng online của mình thì đại đa số những sản phẩm đó là do tiền mình bỏ ra để mua. Thứ hai nữa là mình hiện tại chưa có nhiều thời gian vì Hồ Chí Minh đang bị cách ly toàn bộ này. Rồi cũng như là những sản phẩm kiểu mua trong thành phố Hồ Chí Minh hay mua Hà Nội ship về cực kỳ lâu. Cụ thể thì trong video ngày hôm nay mình đã đặt ở đây là một con HTC One M10, tức là HTC 10 đấy. Con này thì có mức giá chỉ tầm 1,2 triệu thôi, nhưng mà ship từ Hà Nội và Hồ Chí Minh từ ngày 15 tháng 7 đến bây giờ là ngày 21 tháng 7 rồi, mất 6 ngày nó mới tới các bạn ạ. Và cũng như là dạo gần đây thì cũng không có nhiều sản phẩm hay ho lắm để mình có thể trải nghiệm. Thế nên là xin lỗi anh em rất là nhiều nhá. Nếu anh em muốn mình làm thêm những sản phẩm gì, unbox thêm những sản phẩm phụ kiện gì này nọ thì anh em có thể comment ở ngay dưới phần bình luận của video này để mình có thể là kiểu mua về và làm video cho anh em. Còn bây giờ anh em hãy cùng mình chúng ta sẽ đánh giá về chiếc HTC M10 mình mua trên Shopee với mức giá 1,2 triệu để xem là với sản phẩm này thì nó sẽ có gì hay nhá. Trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào mà quan tâm về sản phẩm này thì mình sẽ để đường link mua hàng ở ngay phần mô tả video cho các bạn nhá. Còn bây giờ đập hộp đánh giá về con HTC 10 này thôi. Ok, nếu bạn nào muốn biết mình mua với mức giá bao nhiêu thì đây chính là cái mức giá mà mình đã mua được nó ở trên Shopee nhá. Mức giá gốc của nó là 1,290,000 và mình đã áp một cái mã giảm giá 100k, thế nên là nó chỉ còn là 1,199,000 mà thôi đó. Và cái con này thì mình thấy với mức giá như vậy, trải nghiệm cấu hình các thứ mang lại thì nó thật các bạn là khá ngon rồi. Và đây là cái hộp của cái sản phẩm khi mà mình nhận được, các bạn thấy rằng nó hơi bị móc méo một chút xíu này đó, móc méo khá là nhiều đấy. Băng keo bên shop A Tú Mobile này nọ thì mình thấy rằng là đóng gói như này là chưa ổn lắm. Làm thêm quả băng keo hàng dễ vỡ thì chắc chắn là sẽ uy tín hơn. Ok, đợi mình tí mình đi lấy con dao nhé. Rồi, ok, mình đã quay trở lại ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành là unbox con HTC 10 này để xem là bên trong nó sẽ có gì nhá. Mình unbox phía sau này. Đóng gói như này là mình đánh giá là hơi sơ sài quá. Mình xem là cái sản phẩm mình nhận được trên đặt hàng trên Shopee là sản phẩm như thế nào. Bên shop A Tú đấy thì họ không có phân loại là có phụ kiện hay là không phụ kiện, nên là mình cũng chả biết như thế nào. Nhưng mà khi mà mình nhận được cái sản phẩm HTC 10 này thì mình có ở đây là một cái sợi cáp sạc USB Type-C. Sợi này thì đây là một sợi cáp sạc của Samsung, nhưng mà nhìn cũng không phải là xịn sò lắm đâu, cảm giác nó giống hàng lô hơn. Nhưng mà hàng tặng kèm mà, chúng ta cũng đâu đòi hỏi được. Ok, bây giờ thì mình sẽ đến với sản phẩm bên trong nhé. Nó được gói bằng túi bóng như này, và để xem là bên trong này các bạn sẽ có gì nào. À, đây là chiếc HTC M10 của chúng ta. Có một điểm mà mình phải gọi là chia sẻ ngay với các bạn về con HTC 10 này khi mà mình mua trên shop A Tú Mobile, là bên shop A Tú Mobile không có phiếu bảo hành, không có phiếu mua hàng, mà chúng ta chỉ nhận được một chiếc máy như thế này thôi, nên là mình cũng đang hơi lo ngại về cái vấn đề là không biết là bảo hành kiểu gì, hay là sau này bảo hành thì có gặp vấn đề khó khăn gì hay không. Đó là một cái lo ngại của mình. Chắc là mình sẽ inbox cho shop để hỏi thêm cái điều này. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành là khởi động nó lên và trải nghiệm về con HTC 10, mua cho những con điện thoại mà mình cực kỳ thích luôn. Tại vì này, thiết kế của nó rất đẹp, rất cứng cáp, nó và phiên bản màu đỏ nữa chứ, nhìn yêu thực sự luôn. Cũng như là con này có cấu hình, có trải nghiệm rất ngon trong tầm giá chỉ hơn 1 triệu thôi. Và đây là cái trải nghiệm của mình sau một ngày với con HTC 10. Phải nói rằng là sau một ngày sử dụng với con HTC 10 này thì mình thấy trong tầm giá 1 triệu chiếc máy này cực kỳ ngon các bạn ạ. Cái điểm thứ nhất nó ngon là mình rất thích thiết kế của con HTC 10. Nhìn nó cứng cáp, nhìn nó chắc chắn và nhìn nó đẹp thực sự luôn. Tại vì là với những phiên bản màu xám hay phiên bản màu khác ấy, thì mình thấy rằng là nó cũng giống như là những chiếc điện thoại mặt nhôm mà. Còn với phiên bản màu đỏ ở đây thì nó sẽ có một cái sự khác biệt rất lớn so với những chiếc điện thoại mà mình đã từng dùng. Nó đẹp thực sự. Nhưng mà rất tiếc là con máy này là một chiếc máy qua sử dụng, nên là đã có nhiều vết trầy xước ở phía trên này. Rồi đã có một vài cái vết trầy xước ở cái phần cạnh viền, xước răm khá là nhiều. Nó ở phần cạnh dưới này thì cũng có những cái vết trầy xước. Và như mình đã nói rồi là shop A Tú Mobile có một cái điểm mình chưa ưng lắm, không có tem bảo hành. Mà với cái tem Trung Quốc như này mà bảo hành thì thực sự mình cũng không biết kiểu gì luôn. Tại vì đây là một cái tem mà nó dán rất dở, nó dán chiếm nhiều diện tích cũng như là làm xấu cái mặt lưng của mình đi. Đó, nên là nếu các bạn mà mua ấy thì cũng lưu ý về điều này nhá. Còn nói đến những thứ khác ấy, thì thiết kế mặt lưng của sản phẩm HTC 10 này
thì các bạn sẽ có một camera duy nhất ở đây. Thời HTC One M8 này nọ thì các bạn sẽ có cảm biến vân tay ở phần mặt sau, nhưng mà lên thế hệ này thì nó đã loại bỏ đi cảm biến vân tay đó rồi, và thay vào đó là cảm biến vân tay ở phần mặt trước. Các bạn sẽ có đèn plug kép này, và các bạn sẽ có ở đây là cái cảm biến laser để lấy nét. Các bạn sẽ có camera 12 chấm nhá. Còn bên cạnh phải các bạn sẽ có những cái đường cắt diamond rất là sâu các bạn ạ. Cái đường cắt này nhìn nó ấn tượng thực sự luôn. Và các bạn sẽ có ở đây là phím tăng giảm âm lượng của nó, sẽ có những cái đường cắt qua nhìn rất là đẹp, cho chúng ta một cái cảm giác bấm khá tốt. Phía trên là tăng giảm âm lượng, và các bạn sẽ có vị trí khai SIM ở đây. Nó chỉ có một SIM thôi nhá, và con này có khe cắm thẻ nhớ mở rộng bằng cái khe cắm ở bên trái này. Một trong hai khe này là một SIM và một thẻ nhớ. Một cái điểm mà mình cũng rất thích nha. Đó, nhưng mà nó làm hai khe thì nó kiểu nó hơi thừa các bạn ạ. Còn bên trên các bạn sẽ có ở đây là giắc cắm tai nghe 3.5 và cái dài anten để kết nối với Wi-Fi 4G này nọ. Chiếc máy này dùng được 4G luôn, và với phiên bản Nhật các bạn cần phải cài APN mới dùng được mạng nhé. Và bên dưới các bạn sẽ có ở đây là mic thoại, cổng sạc Type-C, cũng như là chúng ta sẽ có hệ thống loa ngoài. Và loa ngoài của HTC 10 trong tầm giá hơn 1 triệu chúng ta có loa kép luôn ạ. Và khả năng nghe nhạc của chiếc máy này mình đánh giá khá là tốt trong tầm giá. Nó có âm thanh được tinh chỉnh bởi Dolby Atmos đó, các bạn có thể vào trong HTC Bomb Sound Audio này có hiệu ứng tai nghe Dolby luôn, và chúng ta có thể tùy chỉnh được khá là nhiều cái hiệu ứng âm nhạc khác nhau. Và thực sự đây là một chiếc máy mà có được trải nghiệm nghe nhạc rất tốt trong tầm giá hơn 1 triệu. Ok, đến với phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 5.2 inch, độ phân giải của nó là 2K, và cái màn hình này thì nó sẽ dùng cho mình cái tỷ lệ là 16:9 trước đây, nên là cảm giác của nó sẽ hơi bị vuông vuông một tí xíu. Và cái màn hình này thì nó do là nó dùng màn hình 16:9 nên là cái diện tích hiển thị nó sẽ lớn hơn so với cái diện tích mà anh em tưởng tượng khá là nhiều. Tại vì bây giờ mà nghe điện thoại tới màn hình 5 inch hoặc 5.2 inch thì các bạn sẽ tưởng tượng là một cái màn hình rất bé đúng không? Nhưng mà con này thì nó sẽ kiểu nó sẽ gần bằng so với con iPhone 8 Plus, nên là cái diện tích hiển thị của nó thì mình thấy cũng khá ổn. Độ sáng con này cũng khá cao nhá. Mình bật trong nhà ở cái mức 60%, còn nếu các bạn muốn nó sáng hơn thì việc kéo lên là được rồi. Cá nhân mình thì mình sẽ bật ở cái mức 60%, 70%. Đó, nếu các bạn ra ngoài trời thì độ sáng con này khá tốt, màu sắc chi tiết hiển thị màn hình cực ngon. Nhưng có một cái điều mình phải chê này là cái viền màn hình của con HTC 10 này nó hơi dày, do là nó dùng thiết kế của năm 2016-2017 đó. Phần dưới các bạn sẽ có ở đây là 3 phím điều hướng, cộng với đó nó sẽ có cả cảm biến vân tay. Các bạn chỉ việc ấn vào là ngay lập tức mở khóa, nhưng mà cái hiệu ứng mở khóa của nó sẽ hơi chậm. Các bạn sẽ có phím back, phím đa nhiệm nó nằm ở đây. Nói chung á là mình đã dùng qua HTC rất là nhiều dòng, như kiểu là U11, U11 Plus hay U12 chẳng hạn, và mình thực sự là rất thích cách HTC làm điện thoại. Nó cứng cáp, nó chắc chắn. Và ở phía trên nữa thì các bạn sẽ có ở đây là cái vị trí loa. Loa thoại của nó rất lớn luôn các bạn ạ, vì đây là hệ thống loa bom box. Và các bạn sẽ còn có cho mình cái camera selfie. Camera selfie của này có độ phân giải là 5 chấm. Nhưng các bạn hãy nhìn cái phần cảm biến của nó này, rất là to các bạn ạ. Chất lượng thì một chút nữa mình sẽ nói sau. Về phần mềm thì con này sẽ chạy cho mình cái phiên bản Android 8. Rất tiếc là chiếc máy này mình cập nhật rồi nhá, nhưng mà nó không lên được Android 9. Phiên bản Android 8 thì nó hơi thiếu một vài cái tính năng mới, ví dụ như thao tác Wood này nọ. Nhưng mà với cái giao diện Sen của HTC thì mình thấy rằng là nó vẫn đẹp, nó vẫn mượt. Cái giao diện Sen này thì với chiếc máy này thì đây là một chiếc máy phiên bản Nhật, thế nên là có rất là nhiều các ứng dụng nhà mạng. Nhưng mà với những ứng dụng nhà mạng này thì các bạn có thể tắt được một cách dễ dàng, nên là nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của chúng ta mấy. Các bạn thấy không, trong cái phần cài đặt này mình đã tắt toàn bộ những ứng dụng nhà mạng và những ứng dụng rác rồi, nên là về cái giao diện của sản phẩm này thì nó hoàn toàn không khác gì một chiếc máy quốc tế sử dụng bình thường cả, nên là mình khá là hài lòng ở cái điểm này. Còn về cái hỗ trợ ấy, thì mình thấy rằng là với chiếc máy này thì Facebook, TikTok, tất cả những tựa game mà mình có thể chơi được trên chiếc máy này thì mình đã có thể cài vào đây rồi, như kiểu Liên Quân, Free Fire, PUBG này nọ thì vẫn có thể dùng một cách ngon lành. Và gần như nếu các bạn nào mà muốn mua chiếc máy này là một chiếc iPod để nghe nhạc giải trí thì con này quá hợp lý. Ok, nói đến phần cấu hình thì với con HTC 10 này thì nó sẽ có cho mình con chip Snapdragon 820 và các bạn sẽ có cho mình 4GB RAM cũng như là 32GB bộ nhớ trong cho phiên bản thấp nhất. Nói chung á là với con Snapdragon 820 thì mình thấy nếu các bạn mua nó để dùng những tác vụ bình thường như kiểu là Facebook, như kiểu là chúng ta lướt TikTok này nọ, thì con máy này nó vẫn có thể đáp ứng một cách ngon lành. Lướt TikTok, lướt Facebook vẫn ổn áp. Tuy nhiên thì lâu lâu vẫn không thể nào mà tránh khỏi những cái tình trạng ví dụ như là bị lag, bị giật hoặc là bị đơ ứng dụng chẳng hạn. Đây là cái điểm mà bắt buộc chúng ta phải chấp nhận rồi. Tại vì với con chip Snapdragon 820 thì trong thời điểm hiện tại cũng không phải là một cái con chip gì đó gọi là quá mạnh các bạn ạ.
Còn về cái việc chơi game ấy, thì nếu anh em chơi Liên Quân thì ok, còn nếu chơi PUBG thì anh em hãy xem cái video này của mình nhá. Ok, nói qua một chút về phần trải nghiệm game ấy, thì với con HTC 10 này thì mình thấy nó chơi ngon là tựa game Liên Quân, chơi 30fps khá ổn định. Còn nếu anh em muốn mua nó để chơi PUBG Mobile ấy, thì anh em có thể thấy trên màn hình là nếu chơi thì vẫn có thể chơi được, mình đã tải full tài nguyên của nó rồi. Nhưng mà khi mà chơi game thì nó sẽ khá là giật lag và bị drop FPS khá sâu. Nói chung á, là chiếc máy này chỉ phù hợp với nhu cầu là chơi game ở cái mức nhẹ và với những tựa game nhẹ thôi. Còn nếu anh em mà xác định chơi những tựa game có đồ họa cao hoặc là chúng ta chơi những tựa game với FPS cao thì không được đâu nhá. Chơi game PUBG thì mình thấy rằng là di chuyển hơi dệt, và khi các bạn bắn này, nó cảm giác nó cũng kiểu bị delay kiểu gì á, nói chung là không được mượt mà cho lắm. Nếu bạn nào mà chơi chống cháy thì thôi, chắc là cũng gọi là tạm ở cái mức chấp nhận được. Nãy giờ thì mình nhảy vào map đấu san hốc này cũng được tầm 4-5 phút rồi, chưa kiếm được ai. Mấy thanh niên đồng đội mình bay vào mấy khu hẻo lánh quá, campong ở bên này cơ. Đó, zoom map thì cũng bị giật giật nhẹ này. Di chuyển khá là lag các bạn ạ. Do map đấu san hốc này có nhiều chi tiết đồ họa quá nên là khi chơi game thì ối dồi ôi luôn, nó lướt không kịp. Nói chung thì trong tầm giá 1 triệu thì các bạn chỉ có thể có được những trải nghiệm như thế này về cái phần là chiến game thôi. Chứ còn nếu các bạn mà muốn đòi hỏi hơn nữa, chơi FPS cao hơn nữa thì mình nghĩ rằng là không có đâu. Ok, đó là cái phần test game nhanh của mình với con HTC 10 cũng như là tựa game PUBG Mobile nhá. Nói chung là về cái việc chơi game thì mình khuyên anh em là nếu như muốn mua điện thoại để chơi game trong tầm giá 1 triệu thì hãy bỏ qua đi. Tại vì trong tầm giá này thì các bạn chỉ có thể mua được một chiếc máy để dùng bình thường thôi. Dùng bình thường nó đã lag rồi nhá, chứ đừng nói là cái việc mà chơi game mượt trong tầm này. Ok, đến với những thứ khác thì về phần camera trước 5 chấm, khả năng chụp ảnh selfie thì hiện tại mình thấy rằng là con này có khả năng chụp ảnh selfie khá đẹp trong tầm giá loanh quanh chỉ hơn 1 triệu đồng. Chi tiết thì chưa ngon nhưng mà so với mấy con điện thoại tàu hay là mấy con điện thoại flagship qua sử dụng thì con này nó vẫn nhỉnh hơn so với mấy con như Sharp SHV42, SHV41 phải. Đúng rồi, còn camera sau của nó thì khả năng chụp ảnh cũng ok, chất lượng chi tiết không phải quá ngon, nhưng mà theo mình thấy nhá, trong tầm giá như này thì thực sự là con HTC nó rất là đẹp về cái phần camera rồi. Còn những thứ khác như về phần pin thì pin con này là 3000 mAh, nó có công nghệ sạc nhanh Quick Charge và các bạn có thể dùng liên tục được loanh quanh đâu đó tầm là 3 tiếng là sẽ hết pin với nhu cầu gọi là sử dụng đa tác vụ. Còn nếu các bạn chơi game liên tục thì con này chỉ được tầm là 2 tiếng thôi. Nói chung là cũng đủ để đáp ứng cái nhu cầu gọi là thấp của chúng ta. Đây là một cái video đánh giá của mình về con HTC 10. Và cá nhân mình thì mình thấy rằng đây là một chiếc máy rất thú vị nếu các bạn nào đang cần một thiết kế cứng cáp, nam tính, chắc chắn, bền bỉ, màu đỏ đẹp thì lựa chọn con này quá hợp lý luôn. Một cái màn hình hiển thị thì cũng không thể nào mà chê được. Cùng với đó các bạn sẽ có những thứ hỗ trợ cho khả năng giải trí rất tốt như là độ phân giải 2K này, hệ thống bom sao. Rồi các bạn còn có ở đây là jack cắm tai nghe 3.5 này, có cổng sạc Type-C sạc nhanh này. Thực sự là không có gì để chê được chiếc máy này trong tầm giá này các bạn ạ. Đây là một chiếc máy quá ngon. Các bạn nghĩ sao về chiếc máy này trong tầm giá 1,2 triệu? Các bạn có mua chiếc máy này hay không? Đừng quên comment và để lại ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Hãy để lại cho một like và subscribe nếu cảm thấy video này hay và hữu ích nhé. Đường link mua hàng thì sẽ ở ngay phần mô tả video. Subscribe Chiếc Hàng Online nào các bạn.